Câu chuyện về Well. Gần 75 năm trước, một bọn trẻ em đương chơi trên đường ngoại ô Luân Đôn thì một tai nạn xảy ra. Một trong những đứa lớn nhất nắm lấy một đứa nhỏ tên là Bertie Well rồi liệng lên trời. Nhưng khi đứa nhỏ rớt xuống, đứa lớn không đỡ, thành thử đứa nhỏ gãy chân. Trong mấy tháng, Bertie nằm quằn quại trên giường với một vật nặng cột vào chân, nhưng xương không lành, phải gỡ ra bó lại, đau đớn ghê gớm. Em bé Bertie la hoảng tưởng chết được. Tai nạn đó bi thảm, nhưng Bertie sống được và nhờ nó mà sau này thành một nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. Bút danh của ông không phải là Bertie mà là Herbert George Well hoặc Well. Chắc bạn đã đọc vài cuốn của ông. Ông viết trên 75 cuốn. Và chính ông nhận rằng tai nạn gãy chân đó có lẽ là điều hay nhất cho ông. Vì sao vậy? Tại ông phải nằm nhà trọn 1 năm và không làm được việc gì khác, nên đành nghiến ngấu bất kỳ cuốn sách nào ông kiếm được. Kết quả thành ra ông thích đọc sách, thích văn chương. Ông bị kích thích, ông cảm hứng, ông nhất định vượt lên khỏi cảnh tầm thường vô vị ở chung quanh. Cái chân gãy đó đã đổi hướng cho đời ông. Well là một trong những nhà văn mà tiền nhuận bút cao nhất. Nhờ cây bút có lẽ ông đã kiếm được 200.000 Anh Kim. Nhưng hồi nhỏ ông đã khốn đốn trong cảnh bần hàn. Thân phụ ông là một nhà nghề chơi cầu cricket và mở một tiệm đồ gốm buôn bán lỗ lã, cửa hàng rung rinh muốn sập. Well sinh trong một phòng nhỏ tại cửa tiệm đó, bếp ở trong một cái hầm tối om dơ dáy mà ánh sáng chỉ lọt vào được nhờ một lỗ nhỏ có lưới sắt ở trên trần. Sau này nhớ lại tuổi thơ ấu, ông còn thấy rõ ông hồi đó ngồi trong bếp tối mà nghe tiếng chân người lướt trên lưới sắt trên đầu. Ông tả những bước chân đó và chỉ cho ta cách nhìn giày mà xét người ra sao. Sau cùng tiệm đồ gốm sập, gia đình ông tuyệt vọng. Thân mẫu ông phải xin làm quản gia cho một điền chủ lớn ở Sussex. Tất nhiên, bà cụ phải sống chung với bọn đầy tớ. Well thường thường tới thăm mẹ và bắt đầu được biết qua đời sống của hạng thượng lưu Anh do hạng tôi tớ kể lại. Tác giả bộ Đại Cương Lịch Sử Thế Giới hồi 13 tuổi đã bắt đầu giúp việc cho một người bán nỉ. Ông phải dậy từ 5 giờ sáng, quét dọn cửa hàng, ngắm lửa, làm việc như mọi người 4 giờ một ngày. Thật là vất vả, nên ông khinh ghét đời đó lắm. Cuối tháng chủ tiệm tống cổ ông ra vì ông đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch mà lại hay quấy giày. Sau ông xin được việc trong một tiệm bào chế và cũng chỉ được 1 tháng là bị tống cổ ra nữa. Sau cùng ông vào làm một tiệm nỉ khác. Ông cần phải kiếm ăn nên lần này ráng chịu đựng được lâu hơn một chút. Nhưng hễ vắng mặt người gác là ông lần xuống hầm để học Herbert Prenster. Sau 2 năm, ông không chịu được đời đó nữa, cho nên một buổi sáng chủ nhật, không đợi ăn điểm tâm bụng rỗng, ông đi bộ hơn 30 cây số về với bà cụ. Ông điên cuồng, ông năn nỉ bà cụ, ông khóc lóc, ông thề rằng nếu phải ở lại trong tiệm đó nữa thì ông sẽ tự tử. Rồi ông viết một bức thư dài cảm động cho thầy học cũ, kể lể rằng ông khốn khổ đứt ruột, chỉ muốn chết cho rảnh. Và ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thư của thầy học cũ cho ông một chỗ dạy học. Ông cuống cuồng lên. Đời ông đã tới một khúc quẹo khác. Nhưng Well về già thường kể bằng giọng trong và lớn của ông rằng những năm dài đằng đẵng làm vất vả cực khổ ở tiệm bán nỉ thực ra là cái phước cho ông. Ông bẩm sinh biếng nhác và chủ tiệm đã tập cho ông chịu khó nhọc làm lụng. Sau ít năm dạy học, một tai nạn xảy đến thình lình như bom nổ. Việc xảy ra như sau: ông đương đá banh, đương hăng hái thì bị xô té, người ta dẫm lên người ông gần chết. Một trái thận của ông nát nghiến ra và phổi bên mặt lủng, máu xối ra, ông xanh mét. Các bác sĩ hết hy vọng, và trong mấy tháng ông nằm mà lo sợ sẽ không sao thoát chết được. Trong 12 năm sau, 12 năm ghê gớm, ông bám lấy đời sống, thân gần như tàn tật. Nhưng chính trong 12 năm đó, ông đã luyện được một cái tài làm ông nổi danh khắp thế giới. 5 năm trường, ông viết như điên như cuồng, sách, bài báo, tiểu thuyết, ông viết ra hồi đó đều nhạt nhẽo vụng về. Và ông có đủ lương tri để nhận thấy điều đó, cho nên viết xong, ông đốt hết. Sau cùng, mặc dầu gần như tàn tật, ông xin được một chỗ dạy học khác. Trong lớp sinh vật học, có một nữ sinh xinh đẹp, tên nàng là Catherine Robin. Nàng mảnh khảnh ốm yếu, mà ông cũng ốm yếu mảnh khảnh. Cả hai đều không hy vọng gì sống lâu, đều muốn nắm lấy tức thì tất cả những hạnh phúc mà họ có thể tìm được. Thế là họ cưới nhau. Việc đó xảy ra cách đây khoảng 50 năm. Lạ thay, Well đã không chết, lại còn mạnh lên thành một người đầy sinh lực, và mỗi năm gọt đẽo được 2 cuốn sách dày, những cuốn sách mà ánh sáng chiếu tỏa lên khắp thế giới, cho tới khi ông mất năm 1946. Trong óc ông bừng bừng những ý mới. Ông thường nửa đêm thức dậy, chép tư tưởng của ông vào một cuốn sổ tay. Và con người biếng nhác bị một chủ tiệm bán nỉ tống cổ ra vì bất lực đó, đã thu thập được biết bao tài liệu trong những cuốn sổ tay, giá có dùng để viết sách hoài trong 150 năm cũng không hết. Ông có tài ngồi ở đâu cũng viết được. Trong phòng viết của ông ở Luân Đôn, trong toa xe lửa, hay dưới bóng một cây dù trên bờ địa Trung Hải mà màu nước xanh mê hồn. Ông mướn 2 biệt thự ở Nice, một làm chỗ viết, một làm nơi tiếp khách. Ông viết suốt ngày, chỉ chuyện trò với khách buổi tối, và hết thảy bạn bè đều mến ông. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Well trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.giươngdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.